Cái này nữa là xong đó anh. Đem phụ cho. Hạnh phúc quá ha. Làm gì phụ nó hoài vậy? Nè anh nói gì mắc cười vậy, thì công việc của tôi mà. Từ lúc mà có thằng này cô lơ tôi ha. Hồi đó cô mơ tôi lắm mà. Nè ai đang nói cho đàng hoàng nha. Mê là mê sao trời. Nè cái chỗ này chỗ làm chứ phải chỗ gây sự đâu. Tối ngày kiếm chuyện hoài vậy. Mày nói gì vậy? Bây giờ tao quậy nè. Cái thằng này chỗ tao làm ăn mà mày lại mày quậy quậy hả? Tao mà không nể tình mày là cháu tao, tao đuổi đầu mày lâu rồi. Bà cũng biết tôi là cháu của bà hả? Sao bà thiên vị quá vậy? Bà coi trọng người ngoài hơn tôi nữa mà. Tôi nè bắt đi giao hàng nắng nôi kẹt xe bụi bặm, nhiều khi giao hàng trễ bị khách chửi đầu nè. Còn nó ngồi hưởng mát được con nguyên phụ được bà cưng. Nói vậy cũng nói được, mày đi giao hàng nó quen rồi, đường xá mày biết. Còn nó làm kỹ, nó làm cẩn thận nên tao để nó đây nó làm. Ờ cái thằng này chỗ tao làm ăn mà mày cứ quậy vậy hả? Tao đuổi đầu mày luôn. Bây giờ tao không cần mày nữa, mày đi đi. Mày ê liền thôi ra cái thằng mất dạy đi. Bây giờ không cho mày làm nữa. Đi! Quay quay anh chịu rồi. Ông này thiệt tình á. Trời anh có sao không vậy? Không sao đâu em. Nó đục con cái mà xin nhê gì. Anh đi ha. Anh đi đi. Ừ. Ô con, sao dạ. Bữa nay đi giao hàng nữa? Dạ để con đi đi. Chứ không an toàn anh thấy rồi, mất công lại phân bì nữa. Từ nay về sau cứ để con đi đi. Con thấy anh đang nói đúng cái gì. Chứ mất công ông Toàn ông lại phân biệt nữa. Đàn ông con trai gì mà tính tình nhỏ mọn quá. Anh đi nha. Anh đi đi. Đi sớm về sớm nha. Đi đi. Bắt lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì hả? Mày tính trốn hả mày? Trốn trốn gì? Bởi người ta. 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 Đánh người ta. Đánh người ta. Nó thiếu tiền tôi. Nó tính quỵt. Hai người trả nợ nó không? Quỵt tao hả mày? Vậy cái lại đi vậy? Mẹ luôn. Người ta. Mới người ta mới người. Người. Vậy vậy cái là vậy? Mới người ta. Alo, có mấy khu vực hả? Ở đây có đánh người nè. Coi chừng tao á. Anh An, anh An ơi. Trời ơi, bị nó đánh chảy máu đầu rồi nè. Vậy ở đây nha, tôi đưa anh An vào bệnh viện trước. Thằng An không biết có còn sao không? Ủa mà sao cái đám hồi sáng nó tới nó đánh rồi nó nói là thiếu tiền của nó là sao? Thằng An nó làm gì mà nó thiếu nợ người ta để tới người ta tới nơi mà người ta đánh nó luôn à? Ủa mày đi đâu về á? Có gì đâu lạ gì ơi. Cái thằng đó tôi biết nó phức tạp lâu rồi. Trước mặt gì nó giả bộ giả nai tử tế đàng hoàng thôi. Chính vì lý do đó tôi mới ghét nó đó. Dì biết sau lưng gì nó nói gì không? Nói cái gì? Tôi nghe tụi giang hồ nói với nó là nó sẽ về đây lấy giày của dì để mà trả nợ đó. Dì biết không? Hồi sáng nay tôi thấy nó lay quay trước cửa tủ của dì. Không chừng nó lấy rồi, nó chưa kịp trả nợ thì bị quýnh đó. Dì kiểm tra lại đi nha. Bớt nói dào lao lại đi ông. Ôi, dựng chuyện hay quá ha. Mắc cái gì nó lấy tiền tao dành tao. Tao nó bị tin chắc là nó không có lấy cái gì của tao. Ủa chứ đâu ra giang hồ sẵn đến để quậy phá đòi nợ vậy? Dì không tin đúng không? Lục cái vỏ của nó là biết liền. Mở ra kiểm tra đi. Ủa? Cặp vàng. Ủa? Đó. Cô Lệ, sao vàng nằm trong cặp của con? Đó. Vậy tin tôi chưa? Thì mày ăn cắp vàng nằm trong vỏ của mày chứ nằm đâu của mày? Mày đặt trên ai nữa? An, không cần giải thích. Dì hiểu hết rồi đó. Đúng. Có phải là mày nói mày nghe thằng An nó nói chuyện với giang hồ á là sẽ ăn cắp vàng của tao? Đúng. Tôi khẳng định như vậy là 100% luôn. Tiếc là bữa đó tôi không quay clip lại để làm bằng chứng thôi. Có lẽ con có ít vàng, con đưa dì Lệ nhờ dì Lệ cất giùm con với. Sao con đưa dì cất? Cái này á là của con phải giữ cho nó yên tâm chứ. Nhiều như vậy á rồi dì không có dám giữ đâu, lỡ có chuyện gì rồi sao? Không có chuyện gì đâu, dì đừng có lo. Đây là số vàng mà con đi làm tích góp được đó. Tại vì ở đây nè, là có dì Lệ là hay quan tâm con. Ở trong phòng thì có mấy anh em, đâm ra là đông quá, không có kiểm soát được cái vấn đề này đâu. Hơn nữa, dì cưu mang con, cho con bữa ăn, rồi công việc ổn định, chỗ ở ổn định nữa. Đâm ra con tin tưởng dì lắm, dì cất hộ giúp con đi. Rồi mai mốt con có vàng á, con gửi tiếp. Con nói vậy hả? Ừ. Thì dì giữ á, nhưng dạ. Mà phải tính phí á. Tính phí à? Hả? Dạ. Dì nói giỡn thôi, để dì cất cho con.
hết hồn. Rồi con có cần cái gì á, cứ nói gì gì đưa lại cho nha. Dạ, cảm ơn dì nha dì. Mày có biết cái hộp vàng này là của ai không? Của nó gửi cho tao. Ủa mắc cái gì nó phải đi ăn cắp vàng của nó? Mày đi dựng chuyện vu khống nó. Bây giờ cứng họng nè. Tao nói thẳng luôn, mày là cái thằng ăn cắp vàng nè. Tao đâu có biết đâu. Đâu biết gì đâu. Mày nói mày nghe giang hồ tao đi ăn cắp vàng của gì? Mày nghe hồi nào? Nè, cái chuyện này là anh tự dựng lên để đổ oan cho anh An đúng không? Chứ anh An có vàng như vậy nè, mắc mới gì mà thiếu nợ giang hồ. À mà phải rồi, hay có khi nào cái đám giang hồ hồi sáng là anh thuê tụi nó đúng không? Phải không? Đánh ai vậy? Dạ. Đánh ai vậy? Ai làm gì? Chuyện gì mà đánh người vậy hả? Nó thiếu tiền tôi. Nó tính quỵt. Hai người trả nợ đó không? Tôi nghe tụi giang hồ nói với nó là nó sẽ về đây lấy vàng của gì để mà trả nợ đó. Mở ra kiểm tra đi. À, phải ra. À, không liên quan đến tôi nha. Mày có tin là tôi kêu công an bắt mày không? À, tôi không biết gì nha, tôi đi trước nha. Mày đi đâu? Mày dám vu oan không? Đức, vô dẫn thằng Toàn đi lên công an đi. Một lát là gì lên sao? Đừng mà. Anh Đức phụ em đi. Buông ra. Buông ra. Thiệt tình á. Cái gì xin lỗi con nha. Dạ. Nó nghĩ nó cháu gì, rồi nó làm những cái chuyện sau lưng gì như vậy á. Cho công an dạy dỗ nó, cho nó biết. Anh An. Thôi đừng có buồn nha. Cái ông Toàn đó, nghĩ sao mà tính tình nhỏ nhen như vậy. Kiếm chuyện để hãm hại người ta. Bây giờ gậy ông đập lưng ông rồi đó. Nó cũng đâu có làm gì được anh đâu. Nhưng mà gì, lần này á, con lấy công an trình báo cho nó đi tù luôn. Nó cứ dựa hơi gì, làm phách, vậy là không có được. Ở nhà đã không làm ra tiền rồi, còn tiêu xài như vậy nữa hả? Anh muốn tôi tức chết hả? Thì tại mấy tháng vừa rồi em đâu có đưa tiền đâu cho nên... Tiền? Mở tiền đến lúc nào cũng tiền. Tại sao trong cái nhà này cái gì tôi cũng lo? Anh coi, có một người chồng nào vô dụng với anh không? Tự nhiên cái hôm nay em lại nổi nóng với anh. Anh chỉ muốn là em lo công việc tốt hơn mà. Bây giờ đợi kể công với tôi. Anh ngồi đây anh kể công với tôi đúng không? Hả? Anh nhìn lại anh coi. Anh nhìn lại anh coi. Có giống một thằng ô xin đâu. Em hơi quá đáng rồi đó. Quá đáng? Là tôi quá đáng hay là anh vô dụng? Anh coi đâu cái nhà này anh làm được gì? Anh làm được gì cho cái nhà này? Anh làm được gì cho tôi? Suốt ngày chỉ biết chửi vậy sao bay mà. Thì bây giờ anh ở nhà để mà anh lo công việc hậu phương cho em, yên tâm đi làm. Em không muốn cái gì nữa hả? Tôi nói cho em biết, chỉ có con chó nó bắt đầu chửi vậy sao bay. Anh đánh tôi được ly dị đi, để coi không có con này anh làm được gì. Em vô đây uống nhiều vô nha, tôi mời á. Đã quá đi. À, bạn tôi hôm nay có gì buồn hay sao mà uống ghê vậy? Đúng buồn rồi. Gì mà buồn? Mà nói nghe nè, tất cả đàn ông trên đời này đều là thứ vô dụng, suốt ngày chỉ biết chui vô xó bếp, không có tác dụng gì, không có giúp ích được gì cho mình hết á. Trời ơi, giờ bà mới biết hả? Đàn ông bây giờ cũng thực dụng y chang như tụi con gái mình nè. Mà bà biết không, mình mà tình giỏi giang á là tụi nó còn ỷ lại vô mình nữa đó. Thôi mệt quá rồi, nhắc tới chị cho cọc, vô đi. Vô. Xin phép mời một ngày xin đẹp. Anh uống cùng được không? Tự nhiên đi anh, càng đông càng vui mà. Rồi. Vô. Anh là Thành, giám đốc công ty bất động sản New Way. Rất vui được biết các anh. Chào em. Chào anh. Anh cảm thấy hôm nay may mắn khi được nói chuyện cùng một người con gái xinh đẹp giống em. Cảm ơn anh. Vô nào. Không say không về đó nha. Không say không về. Ôi, tôi xỉn quá à. Thôi chắc tao đi về á, mẹ ở lại chơi nha. Ê, mà anh Thanh, đưa con bạn đưa về giùm nha.
Ờ à, đúng rồi, giao bạn à. Tôi cho anh đó nha. Nè. Thôi, tao xỉn qua về trước nha. Cái gì à? Đưa em về nha. Đang uống vui mà đi đâu vậy? Sao? Đi em. Hôm qua đưa em về nhà mà anh không biết là nhà em, đưa em tạm vô đây. Không, không thể nào. Em coi như tôi với anh chưa có chuyện gì xảy ra. Em anh nè, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa, nhớ đó. Qua em làm cái gì á mà anh gọi điện hoài không có được, anh lo lắm em biết không? Em hơi mệt cho nên là nghỉ nhờ nhà bạn một hôm. Lần sau á có cái gì thì nói cho anh biết trước cái, chứ anh lo lắm nha. Anh cũng xin lỗi em cái chuyện hôm qua, tại vì anh nóng tính quá cho nên là anh không có kiềm chế được bản thân. Anh hứa với em là lần sau anh không có lần sau đâu, anh hứa là không bao giờ anh làm vậy nữa. Em thả lỗi cho anh nha. Em sao vậy? À, không có gì. Ừ. À, em hơi mệt. Anh nên nghỉ xíu nha. Ừ. Dạ sếp ơi, sếp ký giùm em cái bộ hồ sơ này. Alo, em yêu à, sao trốn anh hoài vậy cơ? Anh muốn gì nữa hả? Không phải lần trước tôi đưa tiền cho anh rồi sao? Số tiền đó đâu có đủ em. Anh kẹt mà, anh cần thêm tầm 500 triệu. Nếu không thì mấy hình ảnh của em sẽ đến tay từng nhân viên trong công ty em đấy. Khốn nạn. Baby, giờ này hay gặp em khó quá. Mang tiền không? Không mang tiền á. Tung clip lên mạng, đảm bảo em hot ngay. Đồ chó. Mày dám chửi tao chó. Dừng lại. Anh đã bị bắt vì tội sử dụng hình ảnh phản cảm người khác để tống tiền, đe dọa. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng. Xin mời anh tiếp tục lên cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Mày ngồi im đi. Mày lại. Tao là chồng của cái người phụ nữ mày tống tiền á, chuẩn bị đi tù một công đi con. Anh sao anh lại ở đây? Sao lại biết chuyện này? Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Thank you.
sai rồi. Em xin lỗi, anh tha lỗi cho em nha anh. Em xin anh đó. Em đứng lên đi. Em đứng lên. Anh. Muộn rồi. Nếu mà em biết chừng mực thì mọi chuyện không xảy ra như vậy đâu. Không có. Em xin anh đó. Em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi mà. Anh đã làm tất cả vì em. Đứng sau hậu thuẫn cho em tất cả công việc của em. Giờ mà em đâu có coi trọng nó đâu. Em hứa với anh em sẽ bỏ hết. Em bỏ hết, em về em làm vợ hiền của anh mà. Em xin anh nữa. Anh. Mọi chuyện như vậy mà em còn muốn quay lại làm vợ hiền thôi. Anh. Duyên mình đã hết rồi. Em đừng có níu kéo gì nữa. Có không giữ, mất đường tìm. Anh ơi, em xin anh đó. Anh ơi, đừng bỏ em mà anh. Cậu ơi, cậu ơi. Tỉnh rồi hả? Tô cháo hành để cho lại sức. Nè, ăn đi. Chứ một hồi nữa xỉu rồi tôi không có cứu lần hai đâu nha. Dạ. Con cảm ơn chú. Cái ơn này của chú chắc cả đời của con sẽ không bao giờ quên đâu. Tôi cứ tưởng á là chuyện cháo hành cứu Chí Phèo lại có trong chuyện. Ai về bây giờ nó có ngoài đời thiệt nè. À, mà sao cậu bị xỉu dọc đường vậy? Cũng không có giấu gì chú, là con ở dưới quê lên đây nè. Để con đi thăm vợ. Mà trên đường con đi thì con bị cướp, mất hết tiền hết bạc à. Cho nên là con cứ đi bộ như vậy đó, tới đâu thì tới. Cậu đi bộ từ dưới quê lên đây hả? Dạ. Con nhận tình yêu mãnh liệt ghê ha. Mà chú ơi, chú có thể nào cho con mượn 200 ngàn được không chú? À, nhưng mà chú yên tâm đi, con có cái này nè, con sẽ đưa cho chú. Về đây. Trời ơi, cái này còn mắc hơn 200 ngàn nữa. Sao cô bán rẻ cho tôi quá vậy? Dạ, thiệt ra là cái đồng hồ đó là cái kỷ vật mà duy nhất ba con để lại cho con. Con là trẻ mồ côi, cố gắng với lòng là cho dù con có nghèo cái nào đi nữa, con cũng sẽ không bao giờ bán cái đồng hồ này đâu. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của vợ con, mà trong túi con không có tiền. Sao không con đem cái đồng hồ này ra tiệm cầm đồ cho có giá? Dạ con cũng muốn lắm, nhưng mà mang ra ngoài đó còn sợ người ta bán nó đi. Mấy mốt con có tiền con không có chuộc lại được. Thôi, cô cầm lại đi. Đây, cứ giữ lấy ha. À, điện thoại cũng rẻ thôi, cậu cứ giữ lấy mà xài. Khi nào có gặp cái gì mà khó khăn á, cứ gọi cho tôi đừng có ngại ha. Dạ, con cảm ơn chú.
chồng rồi. Không, không có. Anh nghe em giải thích đã. Ngọc là thằng này đang hãm em đúng không? Đi, đi báo công an ra. Buông ra. Anh cho nó ngồi tù mới được. Buông ra. Anh làm gì vậy? Mày điên lắm đấy. Hai bên đồng thuận, tiền trao cháu múc. Tù cái gì? Cái gì mà tiền trao cháu múc Ngọc? Có phải là nó đang hãm hại em không Ngọc? Sao tự nhiên nó đây làm phiền phức tôi quá vậy? Anh phải nghe em giải thích nè. Cái thằng này là em không hiểu tại sao tự nhiên nó tới đây nữa. Em với nó ly dị từ lâu rồi. Em với nó không có gì hết trơn á. Anh đừng có giận em nha. Có thật không? Thật. Anh tin em đấy. Nhưng mà hình như giày của anh nó dơ quá. Chắc cần người lau đấy. Anh à? Em hiểu ý anh rồi. Để em lau cho nha. Ngoan lắm. Có gì tối ăn qua tiếp nha. Thằng thất bại. Ủa? Anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên anh làm phiền tôi quá vậy? Tại sao anh về không nói tôi một tiếng? Thích về là về hả? Phiền phức. Em sống với tôi á, tôi thương em như hoa như ngọc. Vậy mà giờ đây chỉ vì có mấy đồng bạc lẻ đó mà em bán rẻ lương tâm. Em bỏ chồng, em bỏ con. Tôi thất vọng với em Hoa Ngọc. Anh nói xong chưa? Nói đủ chưa? Anh làm giống như tôi là tội đồ vậy đó. Anh thất vọng về tôi. Còn tôi không thất vọng về anh hả? Anh nói gì? Mấy đồng bạc lẻ. Anh chê thì hay lắm. Anh kiếm được mấy đồng bạc lẻ đó về cho tôi không hả? Lương tâm là cái gì? Là cái gái gì tôi không còn an tâm. Lương tâm có cho tôi tiền không? Hả? Lương tâm có cho tôi quần áo mặc không? Từ lúc cưới anh tới bây giờ, lúc nào cũng chỉ tiền tính cái tình yêu to bự của anh á. Mà tôi có sống trong cái hoàn cảnh nghèo rách đáo ôm này nè. Anh không nghe nhục hả? Anh là chồng đó. Nếu như anh không bất tài vô dụng như vậy á, thì bây giờ đâu có chuyện này xảy ra đâu đúng không? Hả? Đúng là một cái thằng á, không làm được bất cứ cái gì trên đời này thì hay nói đạo lý lắm. Vậy còn bé Na thì sao? Đúng rồi, giữa tôi với anh còn một cục nợ. Thì bây giờ mình giải quyết đi. Tôi đẻ nó ra rồi, anh nuôi. Ha, hai cha con của anh á, cứ sống trong cái hạnh phúc nghèo nàn nó đi. Không có liên quan nữa. Là mẹ nhớ Na lắm đó. Bây giờ liền ba, bây giờ với Na liền nè. Rồi ba nghe này con gái. Hay á, con gái được cái tận đến 3 cái đến 10 luôn hả? Trời ơi, kiểu này á là tối nay về á ba sẽ thưởng cho bé Na nha. Bé Na muốn ăn cái gì nè? Gà rán hả? Rồi bây giờ con gái muốn cái gì á, ba cũng chiều con gái hết trơn á. Thôi bây giờ ba cúp máy nha. Ba giải quyết một số việc rồi tối nay về ba sẽ thưởng cho bé Na nha. Rồi rồi. À chị ơi, tôi thấy á là 200 ngàn này á cũng đủ. Trời đất ơi, Ngọc. Ngọc. Sao mà em má đang mày nói là ai á? Tao bảo mày đi xin tiền hay đi ông trai. Tôi ai á? Nè cậu. Mày buông à. À, thì ra là thằng khổ dắt áo ôm ngày xưa. Nhưng mà dạo này cũng khá đấy. Tại sao Ngọc là vợ của mày mà mày lại đối xử với cô ấy như vậy? Nó chỉ xứng với mày thôi. Không bao giờ có cửa làm vợ tao, mày hiểu không? Đó. Nếu tao là mày tao không làm vậy đâu. Nó bị HIV đấy. HIV? Ngọc, HIV là sao Ngọc? Anh à, em xin lỗi anh. Anh ấy nói với con là em nhớ con nhiều lắm. Ngọc!
Làm gì đứng thường người ra vậy con rể? À ba, cũng không có gì đâu ba. Chẳng qua là con gặp lại người bạn cũ. Thôi, mình đi về thôi. Con Dân với bé Na đang chờ con ở nhà đó. Dạ ba.